Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi chọn một cái chủ đề có tên là muốn sử dụng giấy tờ ở Việt Nam phải hợp pháp hóa lãnh sự. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ ra sân chơi quốc tế trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta nha quý vị và các bạn. Tôi có một cái hồ sơ tôi nhận của một Việt Kiều ở nước ngoài tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mà quý vị và các bạn biết rồi, ngoài những cái giấy tờ mà nhân thân là hộ chiếu thì chỉ cần đến văn phòng công chứng hoặc là Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn thì chúng ta sẽ gọi là sao y chứng thực. Còn lại những cái giấy tờ mà ở sử dụng ở nước ngoài muốn sử dụng tại Việt Nam thì chúng ta sẽ hợp pháp hóa lãnh sự. Thưa quý vị và các bạn, để nói về hợp pháp hóa lãnh sự thì chúng ta nói hiểu nôm na trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta là như thế này. Chứng từ nước ngoài muốn sử dụng ở Việt Nam thì phải được nước Cộng hòa xã hội Việt Nam chấp nhận. Nhưng mà cấp nhận bằng thủ tục, bằng hình thức như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ nghe luật sư phân tích nhé. Thứ nhất là tôi đặt giả sử là tôi có một cái giấy chứng từ, đó là cái giấy chứng tử của một công dân của người Mỹ được sử dụng ở trên lãnh thổ Mỹ, thì nếu đem về Việt Nam thì mình sẽ làm như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, một cái chứng từ nước ngoài được sử dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì theo quy định của luật Việt Nam, theo quy định của luật dân sự là chúng ta buộc phải hợp pháp hóa. Hợp pháp hóa ở đây đó là chúng ta sẽ đến cơ quan lãnh sự, có thể là đại sứ quán, có thể là lãnh sự quán. Một số nước chưa có ban giao, chưa có ban giao nha quý vị. Trên bình diện quốc gia thì có thể rằng là chúng ta phải đến một cái cơ quan đại diện, giống như là Việt Nam mình với Thái quan chưa có ban giao về mặt quốc gia thì chúng ta sẽ làm ở văn phòng văn hóa Đài Bắc. Còn thì một số cái quốc gia khác có trên cái tương giao giữa quốc gia này và quốc gia khác thì chúng ta trên cái bình diện gọi là lãnh sự quán hay đại sứ quán gì đó. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề một cái giấy chứng tử được sử dụng ở Việt Nam thì chúng ta phải đến cái cơ quan lãnh sự ở Việt Nam. Giống như tôi đi đại diện ủy quyền trong một cái vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu của nhà thì tôi buộc lòng phải cung cấp cho tòa án một số cái đơn khởi kiện. Và trong đơn khởi kiện này có một cái thủ tục gọi là hợp pháp hóa cái chứng từ sử dụng ở Việt Nam. Tôi đã cầm cái chứng từ này và đến lãnh sự quán Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, để nói về việc đối với một công dân nào đó sử dụng, nếu trong trường hợp không đi, không phải là mình, thì mình buộc lòng phải được ủy quyền của người đó. Thì tôi đã chuẩn bị cái công tác là đến văn phòng công chứng để cho cái người mà được cái người mà nhân thân của cái người trên cái giấy chứng tử đó họ ủy quyền cho tôi đi hợp pháp hóa lãnh sự tại phòng công chứng. Thì đó cũng là một cái chi tiết gọi là được sự ủy quyền. Còn không thì mình về Việt Nam, mình tự mình đến lãnh sự quán để tiến hành trực tiếp đi hợp pháp hóa cái chứng từ này. Và thế là quý vị và các bạn biết không, vì do tôi là người được đại diện ủy quyền theo cái văn bản của phòng công chứng, mà cũng may mắn là nếu như trong trường hợp sau này quý vị và các bạn đi ủy quyền thì nên nhớ là sẽ ủy quyền bằng dịch ra bằng tiếng Anh nhé. Sau khi được ủy quyền đến lãnh sự quán của Mỹ để hoàn tất cái thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì tôi đã lên mạng. Và quý vị và các bạn biết không, tôi phải lên mạng để đặt
cho một cái lịch hẹn. Thì trong từng những cái video cụ thể thì tôi sẽ nói chi tiết. Hôm nay là video để nói cơ bản về vấn đề thế nào là hợp pháp hóa lãnh sự thôi. Sau khi hoàn tất cái thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự ở lãnh sự quán Mỹ thì chúng ta sẽ đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn giản là tại lãnh sự quán Mỹ thì tôi đã đưa cho họ những cái thông tin là tôi được cái cá nhân nào đó ủy quyền để hợp pháp hóa cái chứng tử và được quý lãnh sự quán hoàn tất cái hợp pháp và tuyên thệ. Sau đó thì đóng tiền lệ phí cho cái việc hợp pháp hóa này với mức phí theo quy định của hợp pháp hóa. Sau khi hoàn tất cái chứng từ hợp pháp hóa thì lãnh sự quán Mỹ cũng đã hướng dẫn tất cả các bên đương sự đến 184 Baxter quận nhất, đó là Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái quy trình thứ hai nha quý vị và các bạn. Sau khi hợp pháp hóa lãnh sự thì chúng ta sẽ đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta được tiếp tục xác nhận chữ ký của ông, của bà lãnh sự đó đúng là chữ ký trên của lãnh sự quán. Và tôi cũng đã đến lãnh sự, đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để điền cái thông tin xin được hợp pháp hóa toàn bộ cái chứng từ mà vừa rồi tôi đã lấy từ bên sở, từ bên lãnh sự quán. Và quý vị và các bạn biết đó, có một cái chút trục trặc nhỏ là khi mà tôi qua đưa thông tin thì do là sở lãnh sự quán là người mới cho nên cái chữ ký không giống, buộc lòng phải quay một vòng trở lại ở bên lãnh sự quán Mỹ thì lãnh sự quán Mỹ lại một lần nữa xác nhận chữ ký cho tôi của quý lãnh sự, tôi cho hồi xưa đó là phó thì phải. Và chúng ta sẽ thêm một lần nữa điền cái tờ khai để được hợp pháp hóa cái chứng từ xác nhận chữ ký của lãnh sự này là người có chức vụ đã đang người thừa hành ở Việt Nam. Và sau khi điền hoàn tất cái tờ khai thì tôi được nhận và với một cái mức phí, và tôi sẽ trong từng một cái video tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn xem. Và thế là sau khi qua cái lãnh sự quán Mỹ, chúng ta sẽ đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi có hoàn tất được cái dấu của lãnh sự quán, cái dấu của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta tiến hành đến một cái văn phòng luật sư để họ giúp chúng ta lấy cái dấu, hoặc chúng ta đến phòng tư pháp của 24 quận huyện bất kỳ để chúng ta thực hiện cái việc chi biết bạn biết không, thực hiện cái việc dịch thuật. Và trong trường hợp này khi chúng ta đã hoàn tất cái dịch thuật thì chúng ta có thể nộp đơn ở bất cứ nơi nào trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nha quý vị và các bạn, một cái quy trình, một cái giấy tờ nước ngoài được sử dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta cần có những yếu tố. Thứ nhất là chúng ta sẽ được hợp pháp hóa tại cơ quan lãnh sự, tức là nói nôm na tại cái quốc gia mà chúng ta, cái quốc gia mà phát ra cái chứng từ đó. Sau đó chúng ta sẽ đến Sở Ngoại vụ để xác nhận chữ ký của quý ông bà lãnh sự này, và chúng ta dịch ra theo thứ tiếng của chúng ta và sử dụng trên phạm vi cái nơi mà chúng ta cần. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng cái trình tự thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để cho quý ông bà và cô bác hiểu được theo quy định của luật Việt Nam chúng ta cần hợp pháp hóa lãnh sự để chúng ta có được những cái quy trình
chúng ta có được một cái chứng từ hợp pháp. Nói thật với quý vị và các bạn, đây là một cái vấn đề mới với hoàn toàn với luật sư. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đưa ra một cái thông điệp để quý vị và các bạn từ đó hiểu thêm được vấn đề. Và tôi cho rằng bất kỳ một cái việc hợp pháp hóa lãnh sự ở lãnh sự quán Mỹ hoặc lãnh sự quán Pháp hoặc lãnh sự hoặc đại sứ quán Philippines hoặc là văn phòng văn hóa Đài Bắc hoặc đại sứ quán Nhật thì nó vẫn giống nhau. Quy trình muốn sử dụng chứng từ tại Việt Nam thì chúng ta phải hợp pháp hóa lãnh sự. Tôi sẽ có một loạt những cái việc cầm tay chỉ việc cho quý vị và các bạn về việc hợp pháp hóa lãnh sự thế nào. Quý vị và các bạn nếu trong trường hợp có những cái vấn đề khó khăn về việc hợp pháp hóa lãnh sự hoặc nếu như muốn hiểu biết thêm thì hãy tiếp tục xem những cái video của tôi nhé. Trên dưới cái video này có một số cái gọi là cái nhà đất mà cũng là khách hàng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Họ có một cái nhu cầu để mà bán, chuyển nhượng, trang trải một số nhu cầu, và họ gửi cho tôi với một cái thông điệp rằng luật sư sẽ gặp cung cầu và gặp nhau. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và nếu quý vị và các bạn thích thì quý vị và các bạn hãy nhấn like và share, đồng thời để lại comment trong trường hợp cơ bản của mình để tôi biết quý vị và các bạn cần những vấn đề như thế nào. Có thể rằng là luật sư ơi, sao luật sư nói nhanh quá, tôi không hiểu, thì tôi sẽ nói chậm lại. Luật sư ơi, luật sư nói vấn đề này nhàm chán quá, tôi sẽ chuyển đề tài khác để phục vụ quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.